khoảng 4 lượt nữa thì sẽ đến buýt nhanh BRT của chúng mình. Rất mong anh Huy Bằng hãy chia sẻ luồng livestream này để cho anh chị em ở buýt nhanh BRT có thể vào theo dõi và ủng hộ cho bác tài. Buýt nhanh BRT ngày thi đấu hôm nay sẽ có hai đại diện là anh Lê Huy Bằng mã số 10 và anh Đặng Quang Khải mã số 20. Sẽ là hai đại diện của buýt nhanh BRT tham dự hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2023. Vâng, có bạn khán giả hỏi là có vẻ là anh Bùi Ba hỏi Đỗ Đức Cường thi chưa. Vâng, xin cảm ơn anh Bùi Ba. Thí sinh Đỗ Đức Cường sẽ thi ở lượt thi số 14 anh Bùi Ba nhé. Anh Đỗ Đức Cường của đơn vị xí nghiệp xe buýt Cầu Biều. Đây, trên màn hình chúng ta là xe số 5 của anh Đặng Đức Linh đã bắt đầu tiến vào phần xa hình cuối cùng là bài thi số 9, dừng xe đè vạch về đích. Và bây giờ các kỹ thuật viên, các thành viên của trọng tài đang tiến hành các bước đo kỹ thuật để đánh giá cho phần thi cuối cùng của anh Đức Linh. Sau khi đo kỹ thuật ở phần vạch về đích thì các trọng tài sẽ lên xe để kiểm tra biên độ dao động của xe trong quá trình thực hiện 9 bài thi của hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2023. Chúng ta cũng lưu ý là ở phần thi cuối cùng, phần thi về đích thì các thí sinh sau khi kết thúc phần thi là phải bắt buộc kéo phanh tay. Nếu như không kéo phanh tay sẽ là vi phạm vào quy chế. Đây là hình ảnh của tài xế mã số 05 anh Đặng Đức Linh của đơn vị xí nghiệp xe buýt Hà Nội. Anh Đức Linh thì có thâm niên 3 năm công tác tại xí nghiệp xe buýt Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Anh sinh năm 1981 và đã vào xí nghiệp được 3 năm, cụ thể là vào ngày 9 tháng 9 năm 2020. Đây là xe mã số 07 đang bước vào quá trình chuẩn bị để lăn bánh bước vào phần thi của mình. Ở phần thi của tài xế Vũ Mạnh Quang sẽ mang mã số 07 thuộc đơn vị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh. Hình ảnh rất đẹp đang được chúng tôi gửi tới các khán giả theo dõi của hội thi ngày hôm nay. Hội thi ngày hôm nay đang được tổ chức tại xí nghiệp xe buýt Cầu Biều. Đấy là chúng ta có thể, nếu như không có, có thể tới để trực tiếp theo dõi và cổ vũ các thí sinh
thì chúng ta có thể là theo dõi trực tiếp trên luồng live stream của chúng tôi đang trực tiếp trên fanpage Chanceco để có thể theo dõi và cổ vũ cho các thí sinh của mình. Đây là bác tài xe số 7 đang bước vào quá trình chuẩn bị. Và đây là tài xế mã số 06 Phạm Văn Tài. Tài xế Phạm Văn Tài đang bắt đầu bước vào bài thi. Dừng xe qua hàng đỉnh. Bác tài của chúng ta đang di chuyển rất mượt mà để có thể vượt qua bài thi ở mức độ trung bình khá. Và đây là phần thi của tài xế mã số 7 Vũ Mạnh Quang đang bắt đầu bước vào phần thi tiến lùi theo hình chữ chỉ. Chúng tôi xin những comment cổ vũ, những lượt like, share của các khán giả đến từ công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Liên Ninh để cổ vũ cho bác tài Vũ Mạnh Quang. Đây là phần thi lái xe vào đường vuông góc. Bước di chuyển rất thuận lợi. Và như vậy là tài xế Phạm Văn Tài của chúng ta đã hoàn thành bài thi lái xe qua đường vuông góc. Và bắt đầu bài thi cuối cùng, bài thi về đích ở trong đây là bài thi lùi, tiến lùi theo hình chữ chỉ. Bài thi số 2 bắt buộc của lại bài thi này sẽ là xe tiến vào hình đi qua 5 ô, dừng trước vạch giới hạn bài thi, lùi xe qua 5 ô theo chiều ngược lại và ra khỏi hình. Đặc biệt là trong quá trình thực hiện bài thi, xe không được chết máy, đè vạch, chạm cột, làm đổ cột. Các bác tài của chúng ta chắc chắn nên lưu tâm ở những điều này, đặc biệt là điều số 3 là không được chết máy, đè vạch, chạm cột, làm đổ cột. Vậy là phần thi của tài xế mang mã số 7 ở phần thi tiến lùi hình chữ chỉ đã hoàn thành. Chúng ta trong hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2023 năm nay thì có hai bài thi mới, đó là bài thi số 3 dừng xe đón trả khách và bài thi số 9 dừng xe đè vạch. Đây là hai nội dung khá mới. Đây là bài thi số 3, một trong những bài thi mới mà tôi vừa đề cập đến là bài thi dừng xe đón trả khách. Ở bài thi này thì xe di chuyển đúng làn đường, có mũi tên, bánh xe phải đặt yêu cầu là không đè vạch, đặc biệt là vạch vỉa hè để đảm bảo cái độ an toàn nhất định. Yêu cầu của bài thi này là xe khi vào bến phải bật xi nhan phải, chuyển làn vào điểm dừng, dừng xe, mở cửa đón trả khách. Đặc biệt là phải đúng vị trí cột biển báo điểm dừng của xe buýt. Ở phần thi này thì kỹ thuật yêu cầu là dừng xe cách vỉa hè không quá 25 cm. Đó. Vị trí xe dừng đỗ đón trả khách yêu cầu cửa trước của xe ngang vị trí cột biển báo điểm dừng của xe buýt. Đó.
khi xe dừng hẳn, phải mở hai cửa đón trả khách tối thiểu trong vòng 20 giây tính từ lúc hai cửa mở hoàn toàn, giữ xi nhan phải trong quá trình đón trả khách, xe không được lùi trong quá trình thực hiện bài thi. Và một phần cũng rất quan trọng nữa là quá trình thực hiện bài thi thì xe không được chết máy. Đó là những yêu cầu của cái bài thi dừng xe đón trả khách. Bài thi tiếp theo thì tài xế của chúng ta đang thực hiện bài thi lùi chuồng. Ở bài thi này yêu cầu xe lùi chuồng và đỗ vuông trong chuồng. Quá trình lùi không được chạm hoặc làm đổ các cột giới hạn. Đảm bảo hình chiếu của xe không nằm ngoài đường giới hạn. Không một chi tiết nào của xe trừ gương chiếu hậu nằm ngoài đường biên giới hạn bởi hàng cột. Có một phần cũng rất quan trọng trong bài thi này, đó chính là đánh giá kỹ năng vận hành xe buýt êm dịu. Đây là một trong những phần rất quan trọng trong nội dung thi ngày hôm nay. Yêu cầu là các con lắc phải di chuyển trong vùng giới hạn quy định. Nếu độ dao động của cả hai con lắc đều trong vòng mức 1 thì sẽ được cộng 20 điểm. Nếu độ dao động của một trong hai con lắc trong vùng mức 2 và không vượt được ra ngoài vạch giới hạn thì sẽ được cộng 10 điểm. Phần cuối là nếu độ dao động của một trong hai con lắc vượt ra ngoài vạch giới hạn thì sẽ không được cộng điểm nào. Xe số 7 đang bắt đầu bước vào phần thi ghép ngang. Ở phần thi ghép ngang này thì yêu cầu xe tiến hoặc lùi vào vị trí ghép ngang. Quá trình tiến lùi không được chạm hoặc làm đổ các cột giới hạn. Xe dừng đúng vị trí sao cho bánh xe phải nằm trong vạch báo cân xe và không để một chi tiết nào của xe trừ gương chiếu hậu nằm ngoài đường biên giới hạn bởi hàng cột. Và như vậy là tài xế Vũ Mạnh Quang, số báo danh 07 của đơn vị Công ty Cổ phần và Dịch vụ Liên Định đã thực hiện xong phần thi ghép ngang. Bác tài của chúng ta đang bắt đầu phần thi đi qua đường hẹp. Ở phần thi này thì người lái xe đang chạy phải cho bánh xe đi qua hai cửa đường hầm sao cho xe không được chạm vào đường giới hạn. Và như vậy là tài xế Vũ Mạnh Quang chúng ta đã thực hiện xong bài thi lái xe đi qua hàng đình thì rất mượt mà. Tiếp theo là bài thi đi qua đường vuông góc. Ở phần thi này thì yêu cầu thí sinh cho xe tiến vào cửa hình vuông góc, đi qua hai đoạn đường vòng vuông góc, đi ra khỏi cột của xe của ra. Quá trình di chuyển xe không được chết máy, không được chạm hoặc làm đổ hàng cột giới hạn, không để vạch giới hạn. Xe có thể được phép lùi trong quá trình thực hiện bài thi. Nếu như bác tài của chúng ta làm chạm cột cửa ra vào thì sẽ bị trừ 10 điểm một cột. Xe chạm cột khác trừ cột cửa ra vào sẽ bị trừ 5 điểm một cột. Xe làm đổ cột sẽ bị trừ 10 điểm một cột. Bánh xe đè vạch giới hạn sẽ bị trừ 5 điểm trên một lần. Và xe chết máy khi đang thực hiện bài thi sẽ bị trừ 5 điểm. Và như vậy là tài xế Vũ Mạnh Quang chúng ta thực hiện xong bài thi lái xe qua đường vuông góc. Bài thi dừng xe, đè vạch, về đích. Các trọng tài đang bắt đầu đo kỹ thuật để đánh giá độ chính xác của bác tài trong phần thi dừng xe, đè vạch.
Cùng lúc đó thì các trọng tài bên phía trong xe cũng sẽ bắt đầu đánh giá kỹ năng vận hành xe buýt êm dịu. Trong phần thi này thì các con lắc dịch chuyển trong vùng giới hạn quy định. Nếu như dao động của cả hai con lắc đều trong vùng mức 1 thì bác tài của chúng ta sẽ được cộng 20 điểm. Nếu độ dao động của một trong hai con lắc trong vùng mức 2 và không vượt ra ngoài vạch giới hạn thì sẽ được cộng 10 điểm. Và nếu như độ dao động của một trong hai con lắc vượt ra ngoài vạch giới hạn thì sẽ không được cộng điểm nào. Ở phía xa của chúng ta thì bác tài mang số báo danh 08 Nguyễn Văn Chiến của đơn vị xí nghiệp xe buýt Yên Viên đang bắt đầu bài thi của mình. Đó là chính là bài thi tiến lùi trên đường zig zag. Trên luồng trực tiếp của chúng tôi thì không biết là có các khán giả theo dõi đang thuộc xí nghiệp xe buýt Yên Viên hay không ạ. Hiện tại thì hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2023 đang được trực tiếp trên fanpage Chaseco. Vì vậy là rất mong các anh chị, các cán bộ công nhân viên của tổng công ty chúng ta theo dõi và chia sẻ tới người thân, bạn bè, các đồng nghiệp của mình để có thể vào theo dõi và ủng hộ cho các bác tài đang thực hiện các bài thi của hội thi năm nay. Ở trên luồng trực tiếp của chúng tôi cũng đang đón nhận hàng trăm khán giả theo dõi và đang bình luận rất sôi nổi. Ba khán giả Vinh Vũ đã để lại bình luận là Yên Viên là nhất. Bác tài Văn Chiến của chúng ta đã hoàn thành xong bài thi tiến lùi trên đường zig zag và sẽ bắt đầu bài thi dừng xe đón trả khách. Đây cũng là một trong hai nội dung mới của hội thi lái xe giỏi năm nay. Bác tài Nguyễn Văn Chiến của chúng ta đã có một kinh nghiệm lái xe tương đối lâu năm cho xí nghiệp xe buýt Yên Viên thuộc tổng công ty vận tải Hà Nội. Bác tài Văn Chiến đã tham gia vào công tác lái xe của xí nghiệp từ ngày 5 tháng 10 năm 2018. Nên là đã có khoảng gần 5 năm công tác tại xí nghiệp xe buýt Yên Viên. Sau khi kết thúc bài thi dừng xe đón trả khách, bác tài của chúng ta sẽ bắt đầu phần thi lùi chuồng. Yêu cầu của bài thi là xe lùi vào chuồng và đỗ vuông vắn trong chuồng. Quá trình lùi không được chạm hoặc làm đổ các cột giới hạn. Đảm bảo hình chiếu của xe không nằm ngoài đường giới hạn. Không một chi tiết nào của xe trừ gương chiếu hậu nằm ngoài đường biên giới hạn bởi hàng cột. Hình chiếu của xe không được nằm ngoài chuồng. Và một yêu cầu nữa đó chính là quá trình thực hiện bài thi, xe không được chết máy. Nếu như trong quá trình thực hiện bài thi, xe chạm cột sẽ bị trừ 5 điểm trên một cột, làm đổ cột sẽ bị trừ 10 điểm trên một cột, xe lùi chưa hết vào nơi đỗ sẽ bị trừ 5 điểm, xe chết máy khi đang thực hiện bài thi cũng sẽ bị trừ 5 điểm. Đang là những động tác lùi chuồng rất mượt mà của bác tài Văn Chiến. Và có vẻ như là không có một tình huống va chạm nào với cột kỹ thuật trong bài thi này. Rất chuẩn xác. Bây giờ thì bác tài Văn Chiến của chúng ta sẽ bắt đầu bài thi tiếp theo.
Bây giờ thì bác tài Văn Chiến chúng ta sẽ bắt đầu phần thi ghép ngang của mình. So với bài thi lùi chuồng thì ghép ngang có phần khó hơn một chút. Ở phần thi ghép ngang để tiến hoặc lùi vào vị trí ghép ngang, trong quá trình tiến lùi không được chạm hoặc làm đổ các cột giới hạn. Xe phải dừng đúng vị trí, sao cho bánh xe phải nằm phía trong vạch báo cân xe và không để một chi tiết nào của xe trừ gương chiếu hậu nằm ngoài đường biên giới hạn của hàng cột. Nếu như trong quá trình thực hiện bài thi này, xe chạm cột cửa thì bác tài sẽ bị trừ 10 điểm trên một cột.